hạn 2 chiếc lăng mini gia đình với cái nhãn hiệu là Trường Thành. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là cái dòng máy này, xem là cách thức hoạt động như thế nào, chúng ta có thể là ra lựa chọn cho mình ra mua và ra dùng với gia đình. Đấy, họ hàng là anh em bạn bè có thể đến xay sát thoải mái luôn. Thì loại này 2 chức năng bởi vì là nó có tính năng đó là vừa sát gạo, đây là bầu sát gạo và chúng ta sẽ là nghiền chấu, đấy, nghiền chấu thành cám, hoặc là chúng ta có thể là nghiền các cái loại như là ngô, ngũ cốc ở cái đầu nghiền này. Đấy, chúng ta cứ đổi tiếp vào nó sẽ thành bột với một cái với hai cái sàng đi kèm theo máy. Thì hôm nay sẽ tiến hành là chạy thử cái chức năng đó là sát gạo. Đấy, thì đây là một cái máy hoàn thiện nên nó lắp đầy đủ chân khung này, cối nghiền, cối nghiền và cối sát, đồng thời là lắp motor. Thì dòng này sẽ lựa chọn cái dòng motor 3kW của Toàn Phát, chúng ta có thể chạy ok cái dòng máy này rồi. Chúng em sẽ tiến hành chạy thử quý và các bạn có thể xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật automat. Sang đầu nghiền chúng ta mới tiến hành là chúng ta tắt automat nhé. Đấy, thì em vừa nghiền hết một cái bầu thóc này, đây là sản phẩm của chúng ta đây. Đấy, các bác còn gì đấy rất là chậm, thì đã gãy rất là ít nhé. Cái gạo chúng ta lát suất thực tế em đo được thì chiếc máy này nó sẽ là dao động khoảng từ 150 đến 200 kg trong vòng một giờ. Chúng ta phải là cân nhắc khi sử dụng chiếc máy này. Tùy theo cái độ trắng của gạo thì là năng suất nó sẽ thay đổi nhé. Và khi mua máy bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho quý vị và các bạn đó là một bộ sàng nghiền ở bên đầu nghiền và một cái sàng sát bên đầu sát gạo. Và em báo giá luôn, đối với sản phẩm này thì bên em đang bán loại 2 chức năng Trường Thành, giá là 8 triệu bao ship. Thì mọi thông tin là